đến với bản tin Game Mobile tuần thứ tư tháng 3 của GameHub.vn. Trong tuần này có đến 3 tựa game mới ra mắt, đều là những tựa game rất hay và được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng trước khi trình làng. Đầu tiên phải kể đến là Hoa Thiên Cốt của nhà phát hành VNG. Sau khi tung ra những hình ảnh Việt hóa đầu tiên minh chứng cho bản quyền hàng xịn, thì nhà phát hành VNG mới đây đã chính thức giới thiệu trang chủ và bản alpha test vào 10 giờ sáng ngày 23 tháng 3, dự kiến kéo dài trong một tuần và sau đó sẽ reset lại tài khoản nhân vật. Game được xây dựng trên nền tảng đồ họa 3D tân tiến hiện đại, mang đến những hình ảnh trong chuốt đẹp mắt. Tham gia vào game, người chơi sẽ có cơ hội trải nghiệm vào chính những cuộc phiêu lưu của Hoa Thiên Cốt và Tu Tiên, thu thập thập phương thần khí để thống lĩnh thiên hạ. Ghi nhận của GameHub.vn, lượng người chơi tham gia Hoa Thiên Cốt trong những giây phút đầu tiên tương đối đông đảo và mỗi lúc một tăng dần theo thời gian. Với việc ra mắt phiên bản thử nghiệm đúng hẹn trên cả hai điều hành là iOS và Android đã giúp trò chơi ngay lập tức tạo được ấn tượng tốt đối với game thủ Việt sau một thời gian dài chờ đợi. Ngoài ra, việc trải nghiệm game diễn ra khá suôn sẻ, hầu như không có tình trạng giật lag hay disconnect, cũng là một điểm cộng khác. Nhân dịp khai mở alpha test thì Hoa Thiên Cốt VNG cũng gửi tặng các game thủ một bộ gift code trị giá 1 triệu Việt Nam đồng trên các trang tin game và fanpage của Hoa Thiên Cốt VNG. Vào lúc 15 giờ ngày 22 tháng 3, đại chiến PK game mobile 3D đã được nhà phát hành VTC Games mở buổi họp báo để giới thiệu và trải nghiệm làm tiền đề cho ngày mở Open Beta vào ngày 24 tháng 3. Đại chiến PK có tên gốc là Miracle 3D thuộc thể loại nhập vai hành động RPG với đồ họa 3D sắc nét. Theo chia sẻ của nhà phát hành VTC Games, nguyên do của cái tên PK đại chiến nhằm xoáy sâu vào tính năng PK đã tay đã mắt. Đồng thời, PK trong game sẽ làm đối thủ bị rớt đồ. Có thể nói đây sẽ là game mobile đầu tiên trên thị trường có tính năng gần gũi nhất với các game play huyền thoại trước đây. Đại chiến PK sở hữu những tính năng đặc trưng của dòng game chiến thuật huyền thoại trên PC, như hàng chục chế độ PK phong phú ngang võ lâm, phụ bản chiến boss khốc liệt tham gia cả ngày chưa hết, lắp tinh cầu nát ná MU online, chiến trường 5.000 người cực khủng, lãnh địa chiến gây cấn như trinh đồ, giao dịch đầu giá kiếm tiền thả ga. Tất cả làm nên một hệ thống chiến đấu tối ưu khiến đại chiến PK không thua kém bất kỳ tựa game PC nào. Ra mắt cùng ngày với Hoa Thiên Cốt VNG vào ngày 23 tháng 3, nhưng tựa game búa tạ của nhà phát hành Gemini Online lại không có một ngày trình làng quá ấn tượng khi số lượng người tham gia game chỉ đạt ở mức trung bình. Chính vì thế mà không có bất kỳ hiện tượng giật lag disconnect hay việc tham gia vào game đăng nhập rất là dễ dàng. Búa tạ với đồ họa thiết kế phong cách chibi dễ thương, mang đậm trong mình những yếu tố của dòng game thể tướng, thể bài thế hệ mới. Các tính năng trong game vô cùng quen thuộc và dễ làm quen, vẫn sẽ là hình thức chiêu mộ tướng, xếp đội hình và tham gia vào các phụ bản với độ khó tăng dần. Điểm đặc sắc nhất trong búa tạ chính là việc ngoài 5 chiến tướng được phép xuất chiến trong trận hình, người chơi sẽ có thể liên tục triệu hồi thêm binh lính, tấn công địch thủ. Như vậy sẽ giúp gia tăng yếu tố chiến thuật, đồng thời yêu cầu người chơi sẽ phải liên tục điều khiển quân đội của mình. Nhìn chung, búa tạ là một game có gameplay dễ chơi này, hình ảnh ấn tượng và cốt truyện thì phong phú. Chắc chắn đây sẽ là một sân chơi mới dành cho game thủ Việt trong những tháng đầu năm 2016. Trong mấy ngày qua, cộng đồng Thiên Long Bát Bộ 3D Mobile đang xôn xao về việc có thể chuyển đổi môn phái. Trước thông tin Nga Mi chuẩn bị hạ sơn gia nhập giang hồ, thì việc chuyển đổi môn phái lại càng nóng hơn bao giờ hết. Vậy thực hư chuyện này là sao? Cuối tuần qua, Thiên Long Bát Bộ 3D bất ngờ công bố chính sách hỗ trợ khách hàng thân thiết. Và điều gây ngạc nhiên nhất trong chính sách này là việc khách hàng VIP sẽ được chuyển đổi môn phái khi đạt được các mức tích lũy điểm phúc lợi tương ứng. Ngoài ra, trong chính sách này còn có thêm khá nhiều quyền lợi hấp dẫn. Đây là một hệ thống tích lũy điểm phúc lợi khi người chơi nạp thẻ vào game, được chia làm 8 cấp bậc tương ứng với các mốc điểm nạp mới. Nạp 1.000 Việt Nam đồng sẽ tích lũy được 1 điểm nạp. Điểm tích lũy sẽ được tính trong 180 ngày gần nhất. Mỗi mức tích lũy sẽ tương ứng với các mốc từ VIP 1 cho đến VIP 8. Đây là hệ thống VIP tích biệt hoàn toàn so với danh hiệu VIP trong game. Khởi động năm 2016 với một loạt các hoạt động như là offline 2 miền Nam Bắc, công bố lộ trình vận hành game, chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết hay là một loạt các giải đấu được diễn ra trên khắp các tỉnh thành, thì hy vọng trong thời gian tới nhà phát hành VNG sẽ có những hoạt động ý nghĩa hơn nữa dành cho cộng đồng Thiên Long Bát Bộ 3D. Cuối tuần này sẽ là một sự kiện vô cùng hot dành cho cộng đồng Vainglory Việt Nam khi diễn ra buổi offline 3 miền tại 5 tỉnh thành bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
Sự kiện lần này có ý nghĩa là cổ vũ cho trận chung kết giải Silver Steel Vainglory League tại Việt Nam năm 2016 được trang tin gamehub.vn cùng với nhà phát hành Gamota phối hợp tổ chức. Chương trình offline dự kiến thu hút hơn 500 game thủ trên cả nước tham gia cùng theo dõi trực tiếp từ điểm cầu chính Hà Nội. Nội dung event sẽ bao gồm phần bình luận trận đấu từ hai caster Junkie và XTT, mini game tặng quà cho game thủ và những màn đấu giao hữu ngẫu hứng tại chỗ giữa những người chơi. Đây là sự kiện offline lớn thứ hai của cộng đồng Vainglory Việt Nam trong năm nay, sau đợt tháng 1 cổ vũ cho giải thế giới VPL2 vô cùng sôi động. Thậm chí hình ảnh của cổ động viên trên khắp Việt Nam còn được truyền và lên sóng trực tiếp tại giải đấu hôm đó. Với sự bùng nổ dữ dội, nhiệt huyết chơi game và đoàn kết cộng đồng Vainglory, chúng mình tin chắc rằng tựa game mobile này trên mobile sẽ còn tiến xa hơn nữa, xây dựng hệ thống game thủ mạnh mẽ ngang với cộng đồng game PC nổi tiếng khác hiện nay. Này, Phương Anh sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game có cái tên vừa lạ vừa quen, một siêu phẩm hứa hẹn sẽ tạo nên thành công của nhà phát hành Supercell bên cạnh Clash of Clans và Boom Beach, đó chính là tựa game Clash Royale. Đánh giá về gameplay của Clash Royale, chỉ cần qua 7 trận chơi hướng dẫn ban đầu, game thủ sẽ nhận ra các nhân vật của Clash of Clans như Barbarian, Goblin, Dragon, Mecha được thể hiện qua các lá bài chuyên biệt. Người chơi sẽ tham gia vào những trận chiến thời gian thực đấu tay đôi, đòi hỏi tốc độ, khả năng phản xạ và phán đoán tình huống chớp nhoáng để vừa thủ vừa công thành một cách hiệu quả. Clash Royale còn được xếp vào thể loại game MOBA với phong cách thiết kế màn chơi chia theo lane, liên kết với hệ thống triển khai quân đội cũng như cơ chế phòng thủ cùng trụ, nhà chính và các ụ súng tùy nghi sắp đặt. Cũng chính bởi vậy mà vừa qua tại Trung Quốc đã khởi động giải đấu eSports Clash Royale Clash Invitational kéo dài đến hết tháng 4 năm 2016 với quy mô hoành tráng, đầu tư kỹ lưỡng, phát sóng trực tiếp trên channel Vision Nice TV. Gameplay hội tụ đủ các yếu tố hấp dẫn nhất hiện nay, Clash Royale cũng không hề kén người chơi ở bất kỳ lứa tuổi, giới tính, đều có thể bị cuốn hút vào tựa game vui nhộn và đầy tính chiến thuật này. Hơn hết chỉ với chiếc smartphone tầm trung của bất kỳ hệ điều hành iOS hay Android, với khoảng 100 mê trống là người chơi có thể trải nghiệm game mượt mà mọi lúc mọi nơi. Không những vậy, cơ chế tìm kiếm đối thủ của Clash Royale hoạt động cũng vô cùng hiệu quả. Khi game thủ chỉ cần đợi từ 3 đến 5 giây là tìm ngay được người chơi có rank tương ứng với mình và bước vào trận đấu chỉ kéo dài từ 2 phút đến 2 phút 30 giây. Như vậy chỉ với 5 phút đứng đợi người yêu là game thủ có cơ hội chiến hai trận thoải mái rồi. Với những điểm nổi bật mà gamehub.vn vừa giới thiệu thì hy vọng các bạn đã có một cái nhìn chung nhất hình dung ra tựa game Clash Royale. Và tin mình đi, khi đào game này về trải nghiệm thì biết đâu các bạn sẽ nghiền ngay một siêu phẩm của Supercell.